Nào, bây giờ trước mắt mình là những câu hỏi và mình sẽ lựa chọn thật bình tĩnh, tự tin để thể hiện được vẻ đẹp trí tuệ của mình. Nguyễn Thúc Thủy Tiên, xin mời bạn. Thủy Tiên sẽ đọc câu hỏi của mình. Câu hỏi dành cho em là: bạn nghĩ có chỗ cho các hoa hậu và người đẹp trong việc thực hiện cuộc cách mạng 4.0 hay không? Vâng, một tràng vỗ tay để cổ vũ Thủy Tiên của chúng ta. Xin mời bạn trả lời. Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Thì nói thật thì em học chuyên ngành ngôn ngữ. Cách mạng 4.0 có vẻ là hơi xa lạ đối với em. Nhưng mà em sẽ trả lời bằng ý của mình cách thật lòng là em nghĩ là bất kỳ một thời đại nào, ở bất kỳ một xã hội nào, nếu như mình, bản thân mình cố gắng hoàn thành, làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình thì đều là một đóng góp có ích và đóng góp to lớn cho xã hội đó. Và cách mạng và của cách mạng 4.0 hay ngành công nghiệp 4.0 đều không là ngoại lệ. Em xin hết ạ. Xin được chúc mừng Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã hoàn thành xong thử thách với phần thi ứng xử của mình. Xin được cảm ơn bạn. Thưa quý vị, đó là phần dự thi đầu tiên của thí sinh trong top 5 của chúng tôi với phần thi ứng xử. Và bây giờ thì Thủy Vân cũng đã có kết quả của top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Xin phép được công bố ngay sau đây. Thưa quý vị, và thí sinh tiếp theo sẽ tham gia phần thi ứng xử của chúng ta. Xin được chúc mừng một thí sinh đến từ Kiên Giang. Thí sinh Nguyễn Thị Thúy An mang số báo danh 457. Xin được chúc mừng Thúy An. Và bây giờ hãy thật bình tĩnh, tự tin để đến với phần thi ứng xử của mình. Xin mời em. Câu hỏi của em là: người ta nhận xét rằng trong thời đại công nghệ ngày nay, con người có những mất mát về mặt tình cảm và ngày càng ít quan tâm đến nhau. Bạn có nghĩ gì cuộc sống này sẽ đến lúc không còn lòng nhân ái nữa không? Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Lòng nhân ái xuất phát từ trái tim, tấm lòng của mỗi con người, thì em nghĩ lòng nhân ái sẽ không bao giờ kết thúc, vì lòng nhân ái sẽ được nhân rộng ra, sẽ được lòng nhân ái gắn kết từ tình yêu thương này đến tình yêu thương khác, và nó sẽ lan tỏa khắp muôn nơi, và ngọn lửa đó nó sẽ thắp sáng cho các thế hệ tương lai sau. Nên em nghĩ lòng nhân ái sẽ luôn đi theo mỗi con người chúng ta. Em xin hết. Vâng, lòng nhân ái sẽ đi theo mỗi một chúng ta để lan tỏa tới tất cả mọi người. Xin được cảm ơn Thúy An rất nhiều với phần thi ứng xử của mình. Cảm ơn em. Thưa quý vị, và thí sinh tiếp theo sẽ tham gia thử thách phần thi ứng xử của chúng ta. Rất hồi hộp. Xin được chúc mừng thí sinh 138 Trần Tiểu Vy. Xin được chúc mừng Tiểu Vy. Và bây giờ xin mời em hãy lựa chọn câu hỏi của mình. Thật bình tĩnh nhé. Câu hỏi của em là: hãy tưởng tượng bay bổng một chút, bạn bỗng nhiên vượt thời gian và có mặt ở xã hội loài người 100 năm sau. Trước khi trở về với thực tại, bạn sẽ nói gì với các bạn trẻ ở thì tương lai ấy? Đã sẵn sàng chưa? Vâng, một tràng vỗ tay cổ vũ đúng không ạ? Nếu như em có cơ hội được nói với lại các thế hệ mai sau, thì em sẽ nói rằng các bạn hãy tin vào
chính ước mơ của mình và hãy trau dồi kiến thức để mà để có thể thành công. Và chính những sự thành công ấy sẽ chính những sự thành công ấy thì các bạn sẽ có thể giúp được những người xung quanh và giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Em xin hết rồi. Xin được chúc mừng Trần Tiểu Vi đã hoàn thành xong phần thi ứng xử của mình. Hãy tin vào những ước mơ của mình, hãy tin vào ước mơ của chính bạn. Cảm ơn Trần Tiểu Vi. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cô gái tiếp theo sẽ lọt vào phần thi ứng xử. Xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Hồng Tuyết mang số báo danh 052. Xin mời Hồng Tuyết sẽ lựa chọn câu hỏi của mình. Em đọc câu hỏi nhé. Em xin được phép đọc câu hỏi của mình. Giả sử bạn là hoa hậu và một người nói với bạn rằng phải trả giá, phải đánh đổi mới có thể được trở thành hoa hậu, bạn sẽ nói gì? Và bây giờ câu trả lời. Em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Theo quan điểm của em thì bất cứ sự thành công nào cũng đều phải đánh đổi. Nhưng sự đánh đổi đó mang nghĩa tích cực hay tiêu cực thì đều tùy thuộc vào bản thân mình. Và đối với em, trở thành hoa hậu mang nghĩa đánh đổi một cách tích cực. Đó là đánh đổi đi một cuộc sống bình thường để nhận lại cho mình một cơ hội để cống hiến sức mình vào cho xã hội, cho đất nước và cho nhân loại. Em xin hết ạ. Xin được cảm ơn Hồng Tuyết với những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, và chúng ta chỉ còn một thí sinh duy nhất sẽ lọt vào top 5 của cuộc thi hậu Việt Nam tham gia phần thi ứng xử của chúng ta. Không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 486 Bùi Phương Nga. Phương Nga thân mến, hãy lựa chọn câu hỏi của mình. Em xin phép đọc câu hỏi của mình. Giả sử khi cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2018 đã kết thúc, bạn là thí sinh ra về tay trắng và được phỏng vấn, bạn sẽ nói gì? Vâng, và trước khi Phương Nga của chúng ta trả lời câu hỏi này thì xin được gửi lời chúc mừng một lần nữa tới top 10 hoa hậu Việt Nam. Cảm ơn các bạn, chúng ta sẽ lui vào bên trong hậu trường để đến với phần trình diễn tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ xin mời Phương Nga chúng ta sẽ trả lời nhé. Em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Nếu phải ra về tay trắng, điều đầu tiên là em sẽ chúc mừng tân hoa hậu Việt Nam 2018. Em hy vọng bạn ấy sẽ luôn tỏa sáng, thực hiện tốt sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, đến được với top 5 là bọn em đã trải qua một quãng đường dài. Bọn em đã học được rất là nhiều điều mới, có nhiều người bạn và mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai. Và em nghĩ đây đã là chiến thắng của chính bản thân bọn em. Và em xin cảm ơn. Rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Năm cô gái của chúng ta, mỗi người đều có một quan điểm, một chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đang ngồi đây để chúng ta thấy rằng thực sự vẻ đẹp trí tuệ đã lên ngôi trong cuộc thi hậu Việt Nam 2018.